Xin chào mọi người, chào mừng mọi người quay trở lại với kênh YouTube của em Phương. Khi mà bé Cún nhà mình ngủ ấy, thì mọi người có bao giờ để ý xem là các cái hành vi của các bé Cún trong lúc ngủ không? Hoặc ví dụ mọi người để thấy các bé đang ngủ tự nhiên ngáy này, tự nhiên sủa ầm ĩ này, hoặc có thể dãy chân hoặc co giật có chân tay một chút ấy, thì mọi người có bao giờ tò mò là các bé đang mơ cái gì và vì sao các bé lại có những cái hành vi kỳ lạ như thế không? Thì hôm nay sẽ làm một cái video vui, em nghĩ là có thể giúp mọi người giải đáp được cái trí tò mò của mình khi mà bé Cún ngủ hành vi, để giải thích cái hành vi của bé Cún khi mà các bé Cún ngủ nhé, tại sao lại có những hành vi như thế nhé. Thì đầu tiên mọi người khi mà bé Cún ngủ ấy thì mọi người có thể thấy là bé tự nhiên bé lại nằm mơ, bé có thể kêu hoặc là biểu cảm khuôn mặt hoặc là có những cái hành động kiểu như là dãy. Thì lúc đấy là cái bé Cún nhà mình đang mơ ấy, hoặc là thậm chí có những bé còn đang nhai cơ. Nhai như là người ấy thì cái điều này cũng rất là dễ hiểu thôi. Cũng như con người mình thường có giấc mơ ấy, thì các bạn cũng sẽ có những giấc mơ thế. Có thể là bé đang mơ được ăn, hoặc đang mơ được đi chơi, hoặc là để tự nhiên bút ve ô yếm ấy. Đấy, thế nên là khi mà bé Cún nhà mình có những giấc mơ như thế thì mọi người cứ bình tĩnh, không cần phải quá lo lắng nhiều nhé. Tại vì là nó là một cái gọi là cái hành vi rất là bình thường của các bạn Cún thôi. Cái hành vi thứ hai mà em nghĩ là nó xảy ra khá là nhiều, đó chính là bé Cún đang nằm ngủ rất là ngon, tự nhiên sủa ầm ĩ lên cứ như kiểu là có người lạ vào nhà, hoặc là có phát hiện một cái gì đấy lạ. Thì cái bé Cún đang sủa ầm ĩ như thế thì mọi người cũng không được quá lo lắng, bởi vì là nó có thể là những cái hành động nó còn ảnh hưởng lại từ cái lúc mà các bé còn đang thức. Ví dụ như là ở nhà nó có một, nhà mình có một kích thích gì đấy đặc biệt đối với các bé, ví dụ như có người lạ vào nhà đột ngột, hoặc là các bé phát hiện ra một cái gì đấy lạ lùng mà ban ngày bé sủa nhiều, thì có thể là đến khi mà đi ngủ thì bé cũng bị ảnh hưởng từ những cái hành động lúc đang ngủ như thế. Thế là khi mà bé đang ngủ mà sủa ầm ĩ như thế thì mọi người chỉ cần vuốt ve trấn an cho bé để bé cảm thấy yên tâm ngủ luôn rồi, ăn no ngủ kỹ rồi, để bé có thể cảm thấy yên tâm và có thể quay trở lại giấc ngủ dễ dàng hơn nhé. Cái hành vi thứ ba đó chính là bé Cún đang ngủ mà tự nhiên chân tay cứ giật hoặc là lăn lộn. Thì cái hành vi này theo các chuyên gia thì có thể là bé đang mơ, và có thể bé đang mơ chạy nhảy hoặc là chơi đùa với chủ trong giấc mơ, hoặc là có thể là do cái phản ứng của cơ thể. Ví dụ kiểu nhiều khi mình ngủ ấy, mình cũng đang ngủ tự nhiên mình lại bị giật mình một cái, thì các bé Cún khi mà co giật tay chân như thế thì cũng là như thế mọi người ạ. Nếu mà sau đấy mọi người thì bé Cún yên tĩnh ngủ lại thì mọi người không cần phải quá lo lắng, tất nhiên thì nếu như mọi người thấy bé co giật quá nhiều hoặc là co giật quá mạnh mãi mà bé vẫn không hết ấy, thì mọi người nên cho bé đi khám để các bác sĩ có thể chẩn đoán xem bé đang có vấn đề gì. Bởi vì nếu như mà chỉ cái gì cũng thế, nó chỉ ít thôi thì nó sẽ tốt hơn, còn nếu như mà nó quá nhiều ấy, thì nó có thể là có một cái vấn đề gì đó. Cái hành động thứ tư đó chính là bé đang ngủ mà ngáy. Thì nếu như mà bé chỉ ngáy một chút thôi, hoặc là thỉnh thoảng bé mới ngáy thôi, thì nó cũng là một hiện tượng sinh lý rất là bình thường. Khi con người ngủ ấy thì mình cũng có người ngủ ngáy, có người không, đúng không? Nhưng nếu như mà mình quan sát thấy bé Cún nhà mình mà ngáy quá nhiều, ví dụ như là bé cứ thở khò khè hoặc là mình thấy bé thở khó khăn ấy, thì có thể là lúc đấy bé Cún nhà mình đang bị các cái vấn đề về đường hô hấp, thì mọi người nên đưa các bé đến các cơ sở thú y để các bác sĩ có thể chẩn đoán tốt hơn và xem các bé có vấn đề gì để kịp thời hỗ trợ cho các bé, như là tiêm hoặc là uống thuốc để các bé có thể sớm khỏi những bệnh hô hấp đấy và có được sự chất lượng hơn. Đó thì đó là bốn cái hành động khá là quen thuộc khi mà bé Cún nhà mình ngủ nhá, thì mọi người có thể tham khảo. Em làm một cái video vui thôi, bởi vì là không nói em thấy con Cún nhà em nó đang ngủ mà nó có những hành động như thế, thì em cũng rất là tò mò, em cũng lên mạng tìm hiểu và hôm nay thì làm một cái video chia sẻ với mọi người, thì mọi người có thể tham khảo thêm, và có bất kỳ thắc mắc gì thì mọi người hoặc là có cái chia sẻ khám phá gì thì có thể bình luận xuống bên dưới nhá, để em cũng như là những người nuôi Cún khác có thể học hỏi. Quay cho mọi người xem này. Đây là em này sắp ngủ rồi này. Con này chắc ở trên tay chị nên chưa ngủ. Chưa ngủ đâu, đây còn ba em đây. Ba em này là có một bạn đực này, hai bạn cái này. Đàn này hơi mất cân bằng giới tính, có một đực ba cái. Một đực ba cái. Em này xuống quay sát cho mọi người nhìn. Đàn này xinh lắm. Satini chuẩn chân lùn tí luôn. Đấy, thì mọi người mà yêu thích các bé Cún ấy thì có thể
bấm like video, bấm theo dõi kênh được để ủng hộ em cũng như là các bạn Cún nhé. Và có bất kỳ thắc mắc gì thì có thể liên hệ với các số hotline bên em để em tư vấn cho mọi người ạ. Xin chào mọi người.